Trong lịch sử hàng không quân sự, có những cỗ máy không đơn thuần chỉ là phương tiện chiến đấu, bởi chúng là biểu tượng, là lời tuyên ngôn thầm lặng của sức mạnh công nghệ và tham vọng bá chủ không gian trời đất. SR-72 từng là một biểu tượng như thế. Với hình dáng như đến từ một thời đại khác và khả năng bay nhanh hơn cả tên lửa, nó từng làm mưa làm gió trên bầu trời, buộc mọi hệ thống phòng không phải ngước nhìn trong bất lực. Người ta gọi nó là SR-72, con chim đen tái sinh. Không phải từ cho tàn, mà từ chính niềm kiêu hãnh chưa từng phai mờ của không quân Mỹ. Nếu SR-71 từng là biểu tượng của thời đại chiến tranh lạnh, lao đi như một vì sao băng qua bầu trời kẻ thù, thì SR-72 là ánh chớp trong cơn bão công nghệ. SR-72 không chỉ đơn thuần là một chiến đấu cơ, mà nó là lời đáp trả của thế kỷ 21 trước những mối đe dọa vô hình, là một con mắt thép có thể xuyên thấu mọi vùng cấm và kết liễu một mục tiêu từ khoảng cách hàng ngàn km. Nó không chỉ được thiết kế để bay nhanh, nó được sinh ra để vượt qua mọi sự chuẩn bị, mọi lớp phòng thủ và mọi kỳ vọng mà nhân loại từng đặt ra cho một phương tiện bay. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào con người có thể chế tạo ra một cỗ máy như vậy? Trước khi bước vào video, hãy cho chúng tôi xin một like nếu bạn thích video và một đăng ký để tiếp tục theo dõi những video khác trên kênh Khoa học Quân sự. Tuy nút đăng ký hoàn toàn miễn phí, nhưng nó là động lực to lớn để giúp kênh chúng tôi ngày càng phát triển. Ngoài ra, hãy để lại bình luận của bạn trên diễn đàn quân sự của chúng tôi. Trước khi có SR-72, thế giới từng ngước nhìn một biểu tượng mang tên SR-71 Blackbird, con chim đen huyền thoại đã định nghĩa lại khái niệm tốc độ, độ cao và sự bí ẩn trên bầu trời. Ra đời giữa cuộc chiến tranh lạnh, đầy toan tính và rình rập, SR-71 là đứa con của một thời đại mà sự sống còn được quyết định trong từng giây ngắn ngủi. Nó không mang vũ khí, không bắn một phát đạn nào, nhưng lại là nỗi khiếp sợ của mọi hệ thống phòng không Liên Xô. Bởi vì nó bay quá cao, quá nhanh và không gì có thể đuổi kịp. Tốc độ Mach 3.3, độ cao hơn 25.000m, SR-71 như một bóng ma lướt qua biên giới của kẻ thù mà không một radar nào có thể giữ lại được. Thế nhưng thời gian không ngủ, công nghệ không dừng, và những thứ từng là đỉnh cao cũng đến lúc phải nhường chỗ cho kẻ kế thừa. Một kẻ không chỉ tiếp nối di sản, mà còn vượt lên trên tất cả những giới hạn mà Blackbird từng chạm đến. SR-72 chính là kẻ được chọn. Sự khác biệt giữa hai thế hệ này không chỉ nằm ở con số hay vật liệu. Đó là bước chuyển mình từ tốc độ siêu thanh sang siêu vượt âm, từ Mach 3 lên Mach 6. Và nếu SR-71 là một truyền thuyết, thì SR-72 là hiện thân của truyền thuyết ấy, được làm mới, sắc bén hơn, nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Nó không còn là biểu tượng của quá khứ, nó là lời tuyên bố của tương lai, nơi hội tụ những tinh hoa kỹ thuật mà con người đã dày công tích lũy suốt gần một thế kỷ. Yếu tố đầu tiên làm nên huyền thoại tương lai của SR-72 chính là hệ thống động cơ hoàn toàn mới. Động cơ lai trên SR-72, sự kết hợp giữa tua bin truyền thống và scramjet, là một kiệt tác kỹ thuật được sinh ra để vượt qua ranh giới mà trước đây được xem là bất khả thi. Động cơ của SR-72 là một hệ thống khá phức tạp. Vì thế, để hiểu vì sao nó lại quan trọng và đặc biệt đến vậy, chúng ta cần lần lượt mổ xẻ từng phần. Từ cấu tạo, cách thức hoạt động cho đến lý do vì sao chỉ khi có cả hai cùng tồn tại trong một cơ thể cơ khí. Hãy bắt đầu từ phần đầu tiên của hệ thống. Động cơ tua bin truyền thống, trái tim đã nuôi sống ngành hàng không suốt gần một thế kỷ. Nó gồm nhiều bộ phận. Đầu tiên là quạt hút khí ở phía trước, có nhiệm vụ hút không khí từ ngoài vào. Sau đó, không khí được dẫn vào hệ thống nén, nó chạy qua hàng loạt các cánh quạt tua bin ở phía sau, nơi nó bị ép lại với áp suất rất cao. Lúc này, không khí đã đặc hơn, nóng hơn và sẵn sàng cho bước tiếp theo. Ở buồng đốt, nhiên liệu được phun vào và đốt cháy cùng không khí nén. Hỗn hợp khí cháy cực nóng này sau đó được đẩy phụt về phía sau, tạo ra lực đẩy phản lực đẩy máy bay tiến về phía trước. Hệ thống tua bin hoạt động rất hiệu quả ở tốc độ dưới Mach 2.5. Nhưng khi máy bay di chuyển nhanh hơn, không khí đập vào cửa hút khí với tốc độ khủng khiếp. Nó nóng lên, áp suất tăng cao đến mức quá tải cho hệ thống nén khí cơ học, khiến hiệu suất động cơ giảm mạnh. Thêm vào đó, các bộ phận quay như quạt và tua bin rất dễ bị phá hủy khi chịu dòng khí siêu thanh. Đó là giới hạn tự nhiên của tua bin. Nó không được thiết kế để sống sót trong thế giới của vận tốc siêu thanh.
Và chính tại đây, loại động cơ scramjet xuất hiện như một giải pháp mang tính cách mạng. Tức là động cơ hút khí cưỡng bức có buồng đốt siêu thanh, khác hoàn toàn với tua bin. Nó không có bộ phận quay, không quạt, không tua bin. Về mặt cấu tạo, scramjet chỉ là một đường ống với thiết kế khí động học rất đặc biệt. Không khí từ ngoài tràn vào cửa hút khí rồi được ép lại bằng chính tốc độ bay cực lớn của máy bay, quá trình gọi là nén khí khí động. Khi đã nén đủ, không khí tiếp tục chảy vào vùng buồng đốt, nơi nhiên liệu được phun vào và đốt cháy ngay cả khi luồng khí vẫn đang di chuyển với vận tốc siêu thanh. Đây là điểm khó nhất trong công nghệ scramjet. Đốt cháy nhiên liệu trong điều kiện dòng khí siêu thanh cực kỳ không ổn định, đòi hỏi sự điều phối hoàn hảo về thời gian, áp suất và nhiệt độ. Nhưng nếu làm được, scramjet có thể đẩy máy bay vượt xa giới hạn của tua bin, đạt đến tốc độ Mach 5, Mach 6, thậm chí hơn nữa. Nó càng bay nhanh lại càng hiệu quả, ngược với tua bin. Tuy nhiên, một vấn đề khác lại xuất hiện. Scramjet lại không thể khởi động ở tốc độ thấp. Vì nếu không có đủ vận tốc ban đầu, không khí không thể tự nén lại được và toàn bộ hệ thống sẽ không tạo ra lực đẩy. Đó là lý do vì sao hệ thống Light trở nên cần thiết. SR-72 sử dụng kết hợp cả hai kiểu động cơ này. Động cơ tua bin truyền thống và động cơ scramjet. Ở tốc độ thấp hơn Mach 3, như khi máy bay khởi hành và tăng tốc, động cơ tua bin vẫn hoạt động như thông thường, nén không khí bằng hệ thống cánh quạt rồi trộn với nhiên liệu để đốt cháy, tạo lực đẩy. Tuy nhiên, khi SR-72 vượt ngưỡng siêu thanh, lượng khí đi vào động cơ tăng nhanh đến mức không còn kịp nén bằng cơ học. Đây là lúc động cơ scramjet tiếp quản. Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang động cơ scramjet. Bộ điều khiển trung tâm sẽ ngắt dòng không khí khỏi tua bin, đồng thời chuyển luồng khí vào buồng đốt scramjet và kích hoạt đốt nhiên liệu. Một hệ thống van thông minh sẽ định tuyến dòng khí di chuyển trực tiếp vào buồng đốt scramjet. Nghĩa là lúc này, hệ thống tua bin truyền thống đã hoàn thành nhiệm vụ và không cần hoạt động. Không khí sẽ tự động nén lại nhờ tốc độ siêu thanh của máy bay, bỏ qua hoàn toàn hệ thống cánh tua bin của phần động cơ truyền thống. Trong quá trình chuyển đổi, một sai sót nhỏ có thể khiến dòng khí mất ổn định, khiến buồng đốt nổ tung hoặc máy bay mất kiểm soát. Nhưng tốc độ là vô nghĩa nếu thân máy bay không chịu nổi sức nóng. Khi vật thể bay với vận tốc gấp 6 lần âm thanh, không khí trước mũi máy bay bị nén lại thành một lớp plasma siêu nóng, có thể đốt cháy mọi hợp kim thông thường trong chớp mắt. Đây không còn là thử thách của khí động học đơn thuần, mà là một bài toán về vật liệu học, về giới hạn của kim loại và thậm chí cả tri thức của con người. Ở vận tốc Mach 6, nhiệt độ trên mũi máy bay cũng để làm mềm nhôm, khiến titan cong vênh và biến mọi hợp kim từng được sử dụng trên SR-71 thành cát bụi. Để khắc phục điều đó, các kỹ sư không thể chỉ dựa vào lớp sơn hấp nhiệt hay vài lớp gốm chống cháy như trên tàu con thoi. SR-72 yêu cầu một cuộc cách mạng trong ngành vật liệu. Các thành phần cấu trúc có thể được làm từ gốm siêu dẫn nhiệt Composite Carbon Carbon hoặc các hợp kim mới như Tantalum Hafnium Carbide, những chất có điểm nóng chảy trên 3.900 độ C, tức gần gấp đôi nhiệt độ nóng chảy của thép. Nhưng chỉ vật liệu thôi là chưa đủ. Bề mặt của SR-72 còn phải được thiết kế theo nguyên lý khí động học nhiệt động, tức là không chỉ tối ưu về luồng không khí mà còn phải kiểm soát cách nhiệt lượng phân bố trên thân máy bay. Phần mũi có thể được thiết kế để phân tán nhiệt sang hai bên cánh. Còn khoang động cơ có hệ thống làm mát chủ động bằng dòng nhiên liệu hydro lỏng. Chính nhiên liệu cũng là chất hấp thụ nhiệt. Khi nó chảy qua các ống dẫn, nhiệt từ thân máy bay được hút vào, khiến hydro nóng lên và sẵn sàng cho quá trình đốt cháy tiếp theo trong buồng scramjet. Tức là mỗi giọt nhiên liệu không chỉ là năng lượng, mà còn là tấm khiên bảo vệ chính máy bay khỏi nhiệt độ thiêu đốt. Tốc độ và vật liệu chưa phải là tất cả. SR-72 tích hợp trí tuệ nhân tạo để xử lý hàng tỷ phép tính mỗi giây, từ phân tích radar, nhận diện mục tiêu, đến lựa chọn quỹ đạo bay để né tránh phòng không. Nó được gọi là máy bay không người lái chiến lược, bởi một phần nhiệm vụ của nó sẽ không cần phi công, con người. Người không thể phản ứng đủ nhanh ở tốc độ đó. Nhưng máy tính thì có thể. Và với mạng lưới chiến thuật nối liền vệ tinh, radar và các UAV trinh sát, SR-72 không còn là một máy bay đơn lẻ, mà là một mắt thần di động của cả quân đội Mỹ. Công nghệ tàng hình cũng phải thích nghi với tốc độ. SR-72 không thể dùng các lớp sơn hấp thụ sóng radar truyền thống vì nhiệt độ quá cao sẽ làm hư hỏng các lớp phủ đó,
Thay vào đó, thiết kế thân máy bay phải giấu chính mình khỏi radar bằng các đường viền góc cạnh tối ưu, cửa hút khí hình răng cưa, khoang vũ khí nội bộ và các loại vật liệu hấp thụ sóng điện từ tích hợp vào cấu trúc. SR-72 không hoàn toàn vô hình, nhưng ở tốc độ Mach 6, khả năng phản ứng của đối phương không kịp để theo dõi, chứ chưa nói đến việc bắn hạ. Tiếp theo là thiết kế khí động học mang tính chiến lược. SR-72 không sở hữu cánh lớn như các chiến đấu cơ thông thường, thay vào đó là cấu trúc thân dạng đặc biệt, tối ưu cho việc xuyên qua tầng bình lưu ở tốc độ siêu vượt âm. Mọi đường nét của SR-72, từ mũi nhọn đến đuôi kéo dài, đều được tạo hình để giảm lực cản và kiểm soát luồng sóng xung kích. Chính ở đây, nghệ thuật khí động học trở thành khoa học, nơi từng đường cong đều phục vụ cho mục tiêu duy nhất, duy trì tốc độ và ổn định khi lướt qua không trung như một tia chớp. SR-72 không chỉ là một cỗ máy, nó là tuyên ngôn về quyền lực tuyệt đối trên bầu trời. Khi thế giới còn đang loay hoay với tốc độ Mach 2 của chiến đấu cơ hiện đại, thì SR-72 đã vươn tới Mach 6, tức gần 7.400 km/h. Hãy thử tưởng tượng, từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh, quãng đường khoảng 1.600 km, máy bay dân dụng mất 2 tiếng bay, chiến đấu cơ F-16 mất chưa đầy 1 tiếng, còn SR-72 chỉ mất khoảng 13 phút. Bạn vừa rót xong ly cà phê, chưa kịp nhấp môi, thì SR-72 đã cắt ngang bầu trời miền Nam, quay đầu trở lại và về lại căn cứ trước khi tách cà phê nguội đi. Còn nếu so sánh với khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc từ California tới Bắc Kinh, quãng đường hơn 10.000 km, SR-72 có thể thực hiện chuyến bay đó chỉ trong khoảng 1 tiếng rưỡi, tức còn nhanh hơn cả một bộ phim hành động chiếu rạp. Với vận tốc này, nó có thể rời căn cứ không quân tại California, bay xuyên qua Thái Bình Dương và áp sát bờ biển Trung Quốc chỉ trong chưa đầy 1 giờ. Với tốc độ như vậy, SR-72 thay đổi hoàn toàn cách con người nhìn về khái niệm khoảng cách trong chiến tranh. Nhưng tốc độ không phải là điều duy nhất khiến SR-72 trở nên đáng gờm. Điều làm nên sự vượt trội của nó là việc biến tốc độ thành một chiến lược. Trong thời đại mà radar có thể phát hiện ra mọi thứ, tên lửa có thể khóa mục tiêu từ khoảng cách ngàn dặm, thì cách duy nhất để sống sót là trở nên quá nhanh để bị nhắm bắn. Tại tốc độ Mach 6, SR-72 bay nhanh đến mức bất kỳ tên lửa phòng không nào cũng trở nên vô nghĩa. Bởi vì khi chúng được phóng lên trời, chiếc máy bay đã rời khỏi không phận mục tiêu. Một hệ thống radar mặt đất hiện nay có thể phát hiện máy bay từ khoảng cách hàng trăm km. Nhưng nếu một vật thể di chuyển với tốc độ 2 km mỗi giây, thì thời gian để radar phát hiện, khóa mục tiêu và dẫn đường tên lửa đánh chặn gần như không tồn tại. SR-72 có thể xuất hiện, thu thập thông tin và biến mất khỏi bầu trời trước khi đối phương kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy SR-72 sẽ được dùng để làm gì? Vai trò đầu tiên của nó là do thám chiến lược tầm cao. Một yếu tố chiến thuật cần phân tích là khả năng sinh tồn trong vùng chống tiếp cận. Các đối thủ của Mỹ, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, đã đầu tư mạnh vào những hệ thống phòng thủ hiện đại như S-400, S-500 hay DF-21D để thiết lập vùng cấm tiếp cận xung quanh lãnh thổ. Mục tiêu là ngăn chặn máy bay Mỹ tiến vào không phận bằng cách tạo lưới lửa phòng không dày đặc. Nhưng SR-72 gần như vô hiệu hóa toàn bộ các hệ thống đó. Tên lửa đất đối không hiện nay, kể cả loại tiên tiến, đều có tốc độ khoảng Mach 4 đến 5. Nếu mục tiêu đang bay nhanh hơn hoặc bằng chính tốc độ đánh chặn, thì hệ thống dẫn đường sẽ không đủ thời gian để khóa mục tiêu, tính toán quỹ đạo, rồi dẫn tên lửa đến điểm đánh chặn. Nói cách khác, SR-72 không cần né tránh, nó đơn giản là vượt qua. Không chỉ dừng ở trinh sát, tốc độ của SR-72 còn mở ra khả năng tấn công phủ đầu bằng vũ khí chính xác cao. Được trang bị tên lửa siêu thanh hoặc bom dẫn đường, SR-72 có thể tấn công mục tiêu trong thời gian ngắn chưa từng thấy. Với tốc độ Mach 6, từ Alaska đến Bình Nhưỡng chỉ mất chưa tới 20 phút. Trong thời gian đó, đối phương thậm chí còn chưa kịp triệu tập cuộc họp khẩn cấp, nói gì đến phản công. Đây chính là chiều sâu chiến thuật mà các chuyên gia quân sự gọi là năng lực tấn công toàn cầu mà chỉ Mỹ mới đang theo đuổi một cách nghiêm túc. SR-72 là cỗ máy của sự phủ đầu. Khi một quốc gia muốn phát động chiến tranh, việc đầu tiên là vô hiệu hóa radar, phá hủy hệ thống chỉ huy và làm tê liệt các căn cứ phòng không. Trước đây, điều này cần hàng loạt máy bay phối hợp, máy bay tác chiến điện tử, máy bay ném bom, máy bay hộ tống. Nhưng giờ đây, chỉ cần một chiếc SR-72, nó bay vào vùng trời đối phương, tung ra đòn tấn công cực nhanh,
rồi biến mất trước khi bất kỳ đơn vị nào có thể báo cáo lên cấp trên. Đó là cái lạnh của chiến tranh hiện đại, nơi kẻ mạnh nhất không phải là kẻ ồn ào, mà là kẻ âm thầm ra tay, nhanh đến mức không ai biết mình đã bị đánh. Sức mạnh thật sự của SR-72 còn nằm ở khả năng linh hoạt. Nó không phải là một chiếc máy bay chiến đấu kiểu truyền thống, cũng không hẳn là máy bay ném bom, càng không phải trinh sát cơ đơn thuần. Nó là tất cả trong một. Trong trường hợp cần, nó có thể mang tên lửa hành trình siêu vượt âm, tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Khi cần trinh sát, nó có thể mang theo các thiết bị cảm biến quang học, radar khẩu độ tổng hợp và hệ thống tình báo điện tử, thu thập mọi dữ liệu trong khu vực mà không cần xâm nhập sâu. Tuy nhiên, SR-72 không chỉ là công cụ chiến tranh, nó còn là biểu tượng răn đe, bởi vì khi một quốc gia biết rằng Mỹ có một cỗ máy có thể đến và đi bất cứ lúc nào, có thể tấn công và biến mất trước khi người ta biết mình bị tấn công, thì quốc gia đó sẽ suy nghĩ lại nhiều lần trước khi phát động chiến tranh với Mỹ. Và đó chính là bản chất của chiến lược: ngăn chặn chiến tranh bằng khả năng giành chiến thắng tuyệt đối. SR-72 không đơn thuần là một cỗ máy biết bay, nó là một tuyên ngôn táo bạo về tương lai của chiến tranh. Và nếu một ngày thế giới lại chìm vào khói lửa, thì có lẽ tiếng rít đầu tiên sẽ không đến từ mặt đất, mà đến từ tầng bình lưu, nơi SR-72 lặng lẽ ở màn cho một cuộc chiến mà không ai kịp chuẩn bị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.